đi thăm Long và đi đi chung và đi thắp hương cho những người ngon mộng sĩ. Sao gặp trên cam có hoàng hứa rắn thời giữa giang tu bố hòa quyền mình phá tâm làm hòa quyền. Do hôm nay là chị đến bất ngờ ha, cho nên mọi người cũng chưa kịp định hình luôn. Trời, bây giờ là mưa phùn luôn. Mưa rồi chú ơi. Mưa phùn. Như bánh gác không mưa nha. Đi chợ gác không mưa. Ở ngoài trời mưa nhưng mà trong nhà không có mưa nha các cô chú. Lấy cho mình lấy găng thêm cho chị Hồng Loan. Em thắp nén hương. Dạ dạ. Hương bên đây nè chị. Bên đây có hương. Lấy cái hương chị nè. À chị có đem hương ha. Hôm nay ông xã của chị không đi theo chị. Nhà cũng nhỏ. Ngoài qua giờ đây làm gì sáng ra đây ba cái ly trà cho cậu ha. Chị luật sư hôm nay tích cực luôn. Thì như các cô chú anh chị thấy thì hồi nãy 15 mét cũng đã cập nhật về cái tin rất là hot luôn, đó chính là chị Hồng Loan lên văn phòng để mà họp ký biên bản với bên hoa viên đó. Thì cái tin rất là vui luôn, trên một cái tài khoản chính thống thì hiện tại thì một cậu nam được
đãi là 50%. Thì hồi trước Lâm hết cũng được nghe là 450 triệu ha, thì giờ 50% có lẽ là còn 225 triệu thôi. Thì đây là một cái thông tin rất là hot luôn mà chị em con muốn sẽ thông báo cho tất cả quý cô chú của anh chị trong thời gian sắp tới ha. Bây giờ là 11 giờ ngày 3 tháng 8 thì trời cũng đang rất là oi bức luôn. Như các cô chú anh chị biết thì trời mà sau khi mà vừa mưa xong thì sẽ rất là hầm, rất là oi bức. Ở đây cũng có khán giả đang đến biên hộ này. Wow, cái này đặc biệt nè. Không phải Nhi kia kìa, Nhi đi chung á, đúng rồi. Rất là tuyệt vời. Chị luật sư có chụp chung không chị? Có lẽ là anh chị luật sư cũng sẽ muốn anh chị luật sư mình chụp chung luôn đi. Wow. Đó, đây là anh chị luật sư. Sao tối quá vậy? Tại mình đứng ở ngoài trời đó chị, cho nên rồi bây giờ sẽ chụp lại nha.
giờ chị Hồng Loan chụp cùng với là khán giả. Dạ anh chị luật sư chụp chung ha. Dạ lấy nguyên đúng không? Em sẽ lấy nguyên cho chị luôn. Trời quá đẹp luôn. Dạ không lấy cái này luôn anh chị. Không, mình đi cửa trước rồi mình. Đúng rồi, không thấy đó. Trời ơi, cái câu chúc của anh áo vàng là tuyệt vời. Một mùa trung thu luôn nha. Gì dâu vàng rồi với ba chị Hồng Loan chúc chị cho chị nhiều sức khỏe và đặc biệt là mùa may bán đắt trong cái mùa bánh trung thu này. Rồi đến đây thì 15 mét Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.